Sự kỳ ảo của hình ảnh phản chiếu có thể được trải nghiệm phần nào tại đây. Triển lãm biển gương bao gồm 1.300m2 gương và pha lê, bao phủ 9 căn phòng với các chủ đề khác nhau như hình ảnh về sông băng, hoàng hôn trên biển, đỉnh núi nhiều mây và thậm chí là hình ảnh phản chiếu của các tòa nhà. Họ đã mang biển đến đây, đó là một trải nghiệm kỳ diệu, thật tuyệt vời với những gì họ đã làm ở đây, thật không thể tin được. Con gái tôi nói rằng thật tuyệt vời khi nó bước vào căn phòng đầy gương. Đó là một trải nghiệm thật sự tuyệt vời. Bên cạnh trải nghiệm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong các loại gương và pha lê sắp xếp khác nhau, người tham gia cũng có thể chơi các trò chơi trực quan với hình ảnh phản chiếu hoặc thưởng thức các màn trình diễn hình ảnh và âm thanh được tạo riêng cho mỗi căn phòng. Triển lãm cũng mang đến cho du khách một khung cảnh lý tưởng để họ có thể tạo dáng, chụp ảnh selfie để đăng tải lên mạng xã hội. Triển lãm sẽ chính thức mở cửa đón công chúng từ ngày mai, địa điểm đặt tại Aquario, thủy cung lớn nhất ở Nam Mỹ.